ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Chào chị Cát Tường, anh Quang Bảo cùng toàn thể ekip quay ngày hôm nay. Em là Lan Ngọc Phượng, em 24 tuổi, em hiện tại cũng là nhân viên văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Trần Hoàng Phúc, năm nay 30 tuổi, làm việc sửa điện thoại, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nên là hai bạn cũng chênh tuổi nhau khá là nhiều đúng không ạ? Thế thì hai bạn gặp nhau khi nào? Em quen vợ em là đến thời điểm này là 10 năm. 10 năm rồi. 10 năm là 3.652 ngày đó. Cơ duyên nào mình quen nhau, mình gặp gỡ như thế nào? Thì cái lúc mà Yahoo 360 độ nó lên đó, em mới lên lóc Yahoo 360 thì em mới thấy cái nick của vợ em, thấy tấm hình nó đẹp quá. Thì em mới nhắn tin. Bao lâu thì mình gặp mặt lần gặp đầu tiên? Dạ khoảng 2-3 ngày sau. 2-3 ngày sau. Ấn tượng đầu tiên như thế nào? Dạ thì nói chung là lúc đó là em học cấp 2 thì ảnh đang làm một công việc bán thời gian ở ngành Lotteria. Lúc mà chat thì anh nói là giờ anh dẫn em đi ăn nha, mình gặp thẳng mình gặp luôn. Em nghĩ là cũng đơn giản, đi ăn mà tao đi thôi, sẵn là chưa thì em cũng rủ đi đám bạn em qua. Thì ấn tượng đầu tiên là ảnh rất cũng khá là lùn nhưng mắt rất là to. Thì lúc đó thì em thấy vợ em cao quá, bên này thấy bên này lùn, bên này thấy bên này cao quá, thì em mới nói em ăn gì. Cái xong rồi đến lúc tính tiền em nói thôi em mới lên đi để anh thanh toán hết. Hết luôn bạn bè của cổ luôn. Thì có hai người, trong lòng em rất muốn người đó là bạn gái em. Cao vẫn muốn luôn. Cao nhưng mà đẹp chị. Bao lâu mới là tỏ tình chính thức? Ngày 1 tháng 4. Cách đó chắc 1 tuần. Sự lúc đó em chạy tới là mắt ổng sưng cục, lấy lộn người. Tại vì thật sự mới gặp nó 1 lần thôi, mình cũng không có để ý lắm. Sự sưng to luôn á, sưng rất là to. Rồi em mới hỏi ủa mắt anh bị sao vậy, mới hả kể là anh gây lộn gì đó. Rồi trước khi đi mặt gặp tỏ tình ta mà quýnh lộn. Còn hôm đó là tỏ tình luôn á hả? Dạ hôm đó là rất là quen luôn á. Rồi mỗi năm là mình kỷ niệm ngày cái tháng 4 là kỷ niệm ngày hai đứa yêu nhau phải không? Dạ đúng rồi. Nụ hôn đầu tiên nhớ không? Thì em mới dẫn vợ em đi ra rạp xem phim ở bên quận 5 á. Trong đập phim thì em mới xin vợ em là hôn vợ em. Coi như là xinh luôn hả? Cái nụ hôn đó nó như thế nào? Cũng lạ lạ nhưng mà em lại để ý là ổng hôn em mà ổng mở mắt chưa hứng à. Ủa mà sao em biết người ta mở mắt? Tại vì em có hé hé tí thôi. Em hí hí ra, em mở ra em thấy anh hí. Tại vì vợ em đẹp em muốn nhìn hoài, vừa hôn em cứ vừa nhìn thôi. Chắc là có nhiều câu chuyện hay nữa. Chia sẻ vài câu chuyện gì mà vui cũng được, buồn cũng được, hay những chuyện dở khóc dở cười trong cái tình yêu của mình. Khi mà em lên năm 12 á là ảnh đi nghĩa vụ quân sự, hầu như là khúc đó là em cũng đợi chứ lên đại học rồi thì ảnh mới bắt đầu về, và trong thời gian đó là em lại đi quen người khác. Tức là tụi em cảm thấy nó xa cách á nên là em không ấy. Và ảnh đi cũng... 5 rưỡi 2 năm hả? Dạ không mấy năm rưỡi. Dạ 18 tháng à. Là ở nhà em có quen bạn trai khác? Cũng không phải là quen nữa mà chỉ là ăn uống bình thường thôi. Rồi sao lúc ảnh về sao? Thì ảnh về thì sau đó là hai đứa cũng nói chuyện lại và từ đó mới giống như là tiếp tục lại, giống như là kiểu như em bản thân em cũng thấy là không có ai tốt như ảnh hết. Mà cái đó là cũng là do em thôi. Tại vì vấn đề là em đi xa, trong đó em vẫn vừa nói chuyện với vợ em buổi tối, nhưng mà trong đầu mình thì vẫn nghĩ là cho khi mình lại chat được một người khác nữa thì em mới về, thì lúc đó là hai đứa giống như muốn chia tay rồi. Thì sau đó em mới dẫn vợ em đi ăn. Vì cái ăn đó xong hai đứa lại ngồi nói chuyện rồi lúc đó là bỏ hết luôn, bắt đầu quen tiếp. Cũng có sóng gió một thời gian dài. Tính em và ổng thì khi mà cãi nhau rất là nói nặng lắm, nói cho đã xong rồi giao bộ nhắn tin ủa có đi ăn không em, em những chuyện gì xảy ra, coi như quăng cục bơ luôn vậy đó. Cũng lẽ giờ người ta nói vậy rồi cũng lẽ mình còn làm giá làm chi luôn. Ok đi, thế là quê. Tâm lý của con gái là nếu ăn ngon á thì sẽ cảm thấy con người nó rất là thoải mái. Có câu chuyện gì dở khóc dở cười nữa không? Có một đợt là ảnh đi ăn uống với bạn buổi tối, thì cũng có em đi nữa, cũng dẫn em đi nữa, nhậu rất là say như vậy. Lúc đó em thời điểm này em lại không, em cũng chưa biết chạy xe, và nó bẻo trái mà cái đầu anh bẻo đằng sau, mà chạy khoảng 70-80 cây cái số. Là sao chị không hiểu? Chỉ là đang hơi say mà chạy xe mà vô cua tốc độ cao rồi còn quay đầu qua nói chuyện nữa. Là em té em nằm luôn rồi đó. Rồi tỉnh chưa? Té xuống cái tỉnh không? Sao tỉnh? Không tỉnh luôn. Mới chứ tỉnh. Ông gãy hai răng cửa mà ông chưa tỉnh. Trời đó. Không hề biết gì luôn á. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm dữ vậy trời. Sau đó em mới chạy về, còn có 4 căn nhà nữa em mới té luôn.
té luôn lần nữa. Té luôn lần nữa là em không biết gì hết. Đến lúc mà em tỉnh dậy mà em hỏi hai điện thoại của em đâu rồi. Cũng nhớ là chở em tới nhà rồi. Chạy qua dừng tới nơi, em vừa bước xuống chạy cái vèo. Ông bỏ em xuống rồi ông mới đi một cái vèo, rồi ông về gần nhà ông mới té nhà ông. Rồi ông nằm luôn. Đúng rồi, ông tỉnh dậy ông hỏi điện thoại ông đâu rồi. Mà em không hỏi hỏi vợ em. Rồi phát hiện là đụng hai găng cửa. Trời đúng rồi, thật sự lúc đó là tổng té rất là nặng chị. Nặng còn lắm. Giờ em nói anh rất là đẹp trai. Và tỉnh. 9 năm mà chẳng lẽ không có một lần đó thôi hay còn cái biến cố gì trong cái tình yêu của mình nữa không? Dạ có, thì cũng vừa năm trước. Cũng mới năm ngoái thôi. Ừ, em với vợ em là con giống như là muốn chia tay rồi. Đến thời lúc của năm trước á, hai gia đình vẫn chưa có một lần nói chuyện với nhau. Quen 9 năm trời mà không có... Chưa, hai gia đình chưa có gặp mặt nói chuyện. Lý do tại sao hai bạn không có biết nhau mà đúng không? Dạ biết nhau nhưng mà do nhà đang có trục trặc á. Em mới nói với vợ em là em về nói với ba tranh thủ thu xếp để ba mẹ anh qua hỏi chuyện với ba mẹ em. Chứ bây giờ cứ đợi như vậy hoài rất là lâu. Trong khi đó năm sau mình đã cưới rồi. Cứ nói là phải đợi này nọ nọ. Em mới nói nếu mà như không có thì có nghĩa là không cưới được hả? Em vợ em ừ cái. Bữa đó là em giận vợ em và không nói một tiếng nào luôn. Lý do tại sao trong 9 năm đó là không dẫn về gặp gia đình? Có dẫn về gặp gia đình rồi nhưng mà hai gia đình chưa gặp nhau à. Có gì đâu mà không chịu gặp nhau. Thì đó là ba em cũng bệnh, gia đình cũng có một số việc á, nên là thật sự là không phải là không muốn gặp, thì lúc đó là ổng không có chịu hiểu. Lần đó là im lặng là chia tay luôn. Rồi bẵng đi khoảng thời gian không có chuyện. Bao lâu? Dạ khoảng một tháng. Rồi ai là người chủ động quay lại? Ba của anh. Vào ngày sinh nhật của ba em mời vợ em qua. Khi ra nhà hàng cái ba sắp hai đứa ngồi kế nhau nữa thì lúc đó mới chính thức là quay lại. Bây giờ là hai gia đình đã ổn thỏa hết chưa? Dạ đã thống nhất ngày cưới rồi hết rồi. Dạ. Gì nữa? Thế còn có cái tật xấu? Tật xấu thì chắc là hai đứa như nhau, cứ giận là im lặng. Anh á hả? Phải nói là rất là điệu sàng lâu hơn em. Từ đây đến ngày cưới còn rất, không có bao lâu nữa thì mình có còn cái gì chuẩn bị chưa xong, còn khó khăn gì nữa không? Cái khó khăn lớn nhất của hai đứa em á chính là kinh phí. Đám cưới là hai đứa tự làm hết, nó hơi khó cái chỗ đó. Và ngày hôm nay hai bạn còn muốn dành cho nhau điều gì nữa không? Khi đến đây em cũng có chuẩn bị cho vợ em một món quà. Có hả? Em muốn tặng cho vợ em cái chữ là chữ hạnh phúc, dùng để khi sau này tụi em có cưới nhau á thì nó cũng sẽ giống như hai con công này, nó cùng hòa quyện với nhau, lúc nào cũng như vậy, vì hai đứa cũng có cái tính là dễ giận và dễ quà. Em cảm thấy như thế nào? Tại vì là rất là hạnh phúc rồi chị. Có 10 năm á, nói gì dài chứ thực sự là nó cũng không có bao nhiêu hết á. Hai bạn rất là yêu nhau, rất quan tâm với nhau, nhưng mà qua cách nói chuyện, kể chuyện cũng vậy nữa, cái tôi của hai bạn rất lớn. Và mình nếu mình không tự vượt qua được bản thân mình, không vượt qua được cái tôi đó, đôi lúc á nó đến cái đỉnh điểm thì không ai cứu được nữa. Các bạn may mắn lúc thì mình tự cứu lấy mình, lúc thì có ba cứu đúng không? Nhưng tương lai mà mình đâu có nói trước được, cố gắng mình bớt đi, mình nhẹ nhàng hơn, mình hạ cái tôi mình xuống, bỏ bớt cái nóng đi để giữ cái tình yêu mình cho nó mãi mãi nó vững chặt. Rồi. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Mời hai bạn tiến lên nhận quà của chương trình. Xin được chào mừng hai bạn cùng đến với vòng xoay may mắn của chúng tôi. Chúng tôi có những phần quà sau đây mà các bạn có cơ hội có thể nhận được, đó chính là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal, suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu Allen trị giá 15 triệu đồng, một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol, một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting, một thẻ xem phim đến từ cụm rạp Cinebox trị giá 1 triệu đồng, và ngoài ra đó chính là ba bình sữa thần thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Mời hai bạn quay. Gan kiếm bình sữa đi. Thích bình sữa hả? Dạ. Có tính là khi nào là có bé luôn chưa? Dạ chắc là của trong năm sau. Trong lấy xong là có luôn ha. Bình sữa rồi, thích bình sữa rồi. Qua. Và các bạn sẽ nhận về cho mình một phần quà, đó sẽ là bình sữa. Tới rồi. Là bình sữa. Bình sữa. Là một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol. Xin chúc mừng hai bạn.
Rồi chúc mừng hai bạn nha. Dạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Quý vị hãy đón xem Yêu Là Cưới trên khung giờ quen thuộc vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Quý vị hãy nhớ vào trang fanpage của Yêu Là Cưới để các bạn có thể đăng ký tham gia, bởi vì chúng tôi luôn rất là muốn được chào đón các cặp đôi để lắng nghe những câu chuyện thú vị từ các bạn và Quang Bảo cũng như là Cát Tường quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị.